Sau gần 300 ngày triển khai xây dựng, công trình nhà ga hành khách trái tim của sân bay Long Thành với hình ảnh hoa sen cách điệu đã thành hình, tiến độ vượt 10 đến 20 ngày so với hợp đồng. Hạng mục nhà ga hành khách gói thầu 5.10 thuộc dự án thành phần 3 sân bay Long Thành giai đoạn 1 được khởi công cuối tháng 8 năm 2023. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ phục vụ 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết, các hạng mục thi công xây dựng nhà ga hành khách, nhà ga trung tâm và ba cánh có kết cấu một trệt và ba lầu, chiều cao đỉnh mái 45,55 m. Nhà ga được thiết kế với hai cao trình đi và đến tách biệt. Tổng diện tích sàn khoảng 376.451 m2, bố trí 40 vị trí đổ gần cho các loại tàu bay có C, E và F. Ngày 10 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ban hành quyết định về việc thành lập hội đồng thi tuyển ý tưởng quy hoạch chung đô thị sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai và vùng phụ cận. Theo đó, việc thành lập hội đồng thi tuyển nhằm mục đích lựa chọn ra phương án quy hoạch chung đô thị sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai và vùng phụ cận tiêu biểu, sáng tạo, có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực và tỉnh Đồng Nai. Hội đồng thi tuyển do ông Võ Tấn Đức, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai làm chủ tịch hội đồng. Các thành viên còn lại bao gồm đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Đồng Nai, các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, kinh tế, xã hội, môi trường. Phạm vi nghiên cứu đề xuất ý tưởng quy hoạch chung đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận bao gồm huyện Long Thành và các huyện Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom với diện tích khoảng 57.000 ha. Đối tượng tham dự cuộc thi là các công ty, tổ chức hoặc liên danh hành nghề thiết kế quy hoạch, kiến trúc, tư vấn có uy tín trong và ngoài nước. Đặc biệt, khuyến khích đơn vị dự thi có cả hai chuyên môn tư vấn chiến lược và quy hoạch đô thị, có kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự. Kết quả thi tuyển sẽ được công bố vào khoảng giữa tháng 8. Tổng kinh phí trao giải cho các đơn vị lên đến 4,5 tỷ đồng, bao gồm giải nhất 2 tỷ đồng, giải nhì 1 tỷ đồng, giải ba 500 triệu đồng và hỗ trợ 200 đến 250 triệu đồng cho mỗi đơn vị không đạt giải.